The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide string transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost, stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and theo dõi được buổi nay của Thủy ngày hôm nay thì chắc chắn là anh chị sẽ có được một cái cơ hội và anh chị cũng sẽ có được một sự đột phá về tài chính và cuộc đời của anh chị sẽ bước sang một trang mới về tài chính và nó thay đổi cả về tài chính, cả mối quan hệ, cả về chất lượng cuộc sống. Đó, thế nên là anh chị hãy cho phép mình được rơi vào buổi nay của Thủy ngày hôm nay để Thủy có cơ hội được chia sẻ những giá trị cùng với tất cả các anh chị nhà mình. Vâng, em chào anh Lanh. Đó, anh Lanh là một cổ đông Unikai anh chị ạ. Đấy, rất là hiểu, thấu hiểu và nhiệt tình. Đấy, và luôn luôn ủng hộ cho ý tưởng của ngài chủ tịch Alatoni để chúng ta cùng nhau xây dựng một cái hành tinh xanh, đúng không ạ? Đó, bởi vì chúng ta không đủ giỏi để chúng ta có thể tạo ra nó, nhưng chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể là đồng sở hữu cùng với chủ tịch Alatoni. Thế thì cái câu chuyện mà những anh chị chúng ta là cổ đông mà chúng ta đã đồng hành cùng với doanh nghiệp này là em chưa đi anh ạ, mai bắt đầu em hành trình. Và xin thông báo với cả nhà là ngày mai là Thủy cùng với team chiến lược là có chuyến du lịch trải nghiệm tại Phan Thiết 3 ngày 2 đêm, nhưng mà ngày mai thì chúng mình đã xuất phát rồi và cả nhà hãy cùng đón xem hành trình live tiếp theo của Thủy Nguyễn. Thì cũng không phải chia sẻ về UT nữa mà ở chuyến trải nghiệm cùng với cộng đồng những người yêu công nghệ xanh Unikai. Đấy, để cho cả nhà thấy rằng cộng đồng Unikai Việt Nam là một cộng đồng vô cùng chất lượng, là một con người luôn luôn cùng chung sứ mệnh, cùng chung tầm nhìn và cùng chung một tổ chức. Và chúng ta đã là người kiến tạo lên những cộng đồng đấy nhờ có công nghệ UST. Và anh chị ạ, UST đó là một cái mảnh đất rất là màu mỡ rồi. Vậy thì những con người, những đối tác ngày hôm nay đang là những mảnh, những cái hạt giống, anh chị đang gieo những cái hạt giống vào mảnh đất UST đấy, để xây dựng những con người tích cực, những con người chúng ta có sự giàu có tư duy, có tầm nhìn, có kiến thức về tài chính. Em chào chị Vân nhá. Chị Vân là một nhà đầu tư ở Đắk Lắk. Anh chị ạ, chị rất là có phước luôn, bởi vì chị mới chị chưa hiểu gì về UST, nhưng mà phước cho ai chưa thấy đã tin. Và chị đã tin người bạn của mình đã chia sẻ cho chị biết đến cơ hội sở hữu cổ phần của UST. Và đôi lúc chúng ta thấy rằng là đôi lúc may mắn nó chỉ đến ở cái sự rất là tình cờ thôi, đúng không ạ? Nó không đến vì việc chúng ta là quá ưa là chúng ta phải kỹ càng một cái điều gì đó. Làm người ấy chị ạ, thắng ở nhân cách và thua ở thông minh. Và trong làm ăn ấy, thì chúng ta thắng ở tầm nhìn và thua trong sự tính toán. Đấy, và đôi lúc anh chị thấy này, đôi lúc mình cũng có thể là mình cũng chẳng cần hiểu quá nhiều, đúng không ạ? Bởi vì ông chủ tịch thì ông đã mất 40 năm để nghiên cứu ra cái công nghệ này, gần 50 năm để phát triển nó, và đến bây giờ thì doanh nghiệp này là cũng bước sang năm thứ 10. Thì chúng ta muốn hiểu nó thì chúng ta không phải mất khoảng 40 năm để chúng ta tìm hiểu, đúng không ạ? Chúng ta đôi lúc chúng ta chỉ làm sao? Chúng ta nhìn vào tầm nhìn của những người thành công và chúng ta đi theo họ thôi. Đấy, đó là đứng trên vai của khổng lồ. Đôi lúc là mình không thể mất mình 40 năm để mình tìm hiểu nó được, và mình kiến thức của mình thì cũng không thể là đủ tầm để mình tìm hiểu được, đúng không ạ? Đấy, thế nên là những anh chị là thông minh là những anh chị là tin trước rồi làm sau. Đấy, nhưng mà rất may mắn mà anh chị tin trước và làm sau mà anh chị lại được gặp đúng UAT đấy. Đấy, nếu như mà là các cơ hội khác thì chúng ta cũng phải cân nhắc lại nhé. Rồi, em chào chị anh Hạnh Chim, em xin chào bạn Nguyễn Nguyên. Đó, thì ở đây anh chị ạ, khi mà Thủy Nguyễn được ở trong tổ chức team chiến lược, nó là những tổ chức, là tổ chức hiện nay đang là một tổ chức lớn mạnh hàng đầu Việt Nam, cũng như vươn tới là hàng đầu thế giới về một sự chuyên nghiệp, sự bài bản và có cộng đồng lớn, và các anh chị em thì rất là đoàn kết và cùng chung với chủ tịch Alatoni để thực hiện một cái sứ mệnh chung đó. Và bản thân Thủy Nguyễn thì rất là vui. Đấy, thì hôm nay thì anh chị biết rằng là rất là nhiều người biết đến Unikai bởi những cái tiềm năng to lớn của doanh nghiệp này, những giá trị mà doanh nghiệp này mang cho cộng đồng. Nên là đa phần ngày hôm nay thì những anh chị là chúng ta mới biết đến doanh nghiệp ấy, chúng ta cũng đã đâu đó chúng ta tìm hiểu để chúng ta lan tỏa cái giá trị này cùng với cộng đồng rồi. Chúng ta mong muốn là em chào Sky Quỳnh nhá. Ôi, chị Sky Quỳnh ngưỡng mộ rất là xinh đẹp đấy, một cổ đông rất là lớn của tập đoàn Unikai chị ạ.
Đấy, một người chị mà Thủy rất là ngưỡng mộ và là một người phụ nữ rất là quyền lực trong tổ chức team chiến lược. Và thực sự là team chiến lược rất là tự hào khi có những con người ấy hy sinh vì cộng đồng như vậy. Đấy, luôn đứng lên để dẫn dắt mọi người, để cho mọi người được học hỏi những cái sự thành công của chị ấy. Và thực sự là biết ơn chị rất là nhiều. Đó, thì trong cái cộng đồng UT ngày hôm nay thì anh chị thấy rằng đến giai đoạn này thì rất là nhiều những người mới biết đến thôi, nhưng mà họ cũng đã tin rất là nhanh. Đấy, bởi vì anh chị thấy rằng đến giờ phút này thì UST càng khẳng định sự rõ ràng của nó, càng khẳng định sự thành công của nó. Không phải chứng minh với bất kỳ một ai cả, không phải giải thích, cũng không phải phân bua với bất kỳ một ai, đúng không ạ? Từ những năm 2019, khi mà những truyền thông có những cái đợt đả kích, có những cái đợt mà nó dìm, đúng không ạ? Hay là 2022 thì chúng ta có rất nhiều đợt truyền thông. Đấy, thì anh chị thấy rằng ạ, tại sao chúng ta bị rất nhiều những cái sự phá hoại như vậy mà chúng ta vẫn đứng vững? Thì chúng ta có cái câu đó là cây nghe không sợ chết đứng, bởi vì chúng ta vẫn tồn tại, chúng ta vẫn rất phát triển. Và trong khi đó rất nhiều các doanh nghiệp ngoài kia họ lại tốt, đúng không ạ? Họ ca tụng rồi, nhưng rồi thì sao ạ? Họ cũng đã chết yểu và họ đã không còn tồn tại trên thị trường này. Vậy thì trong qua rất nhiều các doanh nghiệp vừa qua là rất nhiều doanh nghiệp họ cũng đã phá sản rồi. Rất nhiều các dự án tài chính, những cạm bẫy tài chính nó cũng đã phá sản rồi và nó gây mất mát rất là nhiều. Nhưng mà anh chị thấy ạ, rất nhiều anh chị mà từ những cái năm 2018, 19 ấy mọi người còn có tiêu cực về công nghệ này. Đến giờ phút này thì rất nhiều anh chị đã quay trở lại. Sự thật thì là sự thật anh chị ạ. Đấy, nên là chúng ta hãy cứ theo chân lý. Chỉ có chân lý là cái thứ mà sẽ đi theo chúng ta đến cuộc đời này. Đấy, chân lý là cái thứ chúng ta không thể thay đổi được. Và ai mà thuận theo chân lý, thuận theo cái tự nhiên, chúng ta không làm gì trái với đạo đức, trái với lương tâm và trái với quy luật tự nhiên, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được những kết quả. Cho dù là bây giờ chưa lớn, nhưng chắc chắn sau này sẽ lớn. Nên là Thủy Nguyện cũng là một cổ đông tâm huyết, phải thực sự là tâm huyết. Bởi vì Thủy Nguyện đã dành toàn bộ cái thời gian của mình, đấy, bỏ hết tất cả các công việc truyền thống của mình, 100% tập trung thời gian làm việc hợp tác với quỹ, để rất là mong muốn là mình là người cũng có thể đóng góp một phần nào đó cho xã hội, cho cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tư duy tài chính, về doanh nghiệp, về những công nghệ giao thông đổi mới, để cùng nhau giúp cho mọi người hiểu được những cái giá trị to lớn của doanh nghiệp ngày hôm nay mang đến cho nhân loại. Bởi vì Thủy càng khẳng định rằng một điều nữa là cái doanh nghiệp ngày hôm nay mà Thủy Nguyễn chia sẻ với tất cả anh chị, công nghệ vận tải Unikai là một công nghệ hoàn toàn có thật. Không phải là một cái dự án mà trả tiền của người sau mà trả cho người trước đâu anh chị. Mà ở đây là tất cả những tiền của chúng ta. Đấy, trong vòng suốt nhiều năm qua, chúng ta đi xây dựng những con đường, đúng không ạ? Chúng ta xây dựng những tuyến đường thử nghiệm, chúng ta vận vành vào, chúng ta xây dựng những nhà ga, xây dựng hai trung tâm thử nghiệm, các cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp của chúng ta. Đấy. Nếu như doanh nghiệp chúng ta không phát triển thì bây giờ anh chị không thể nhìn thấy những cái cơ sở vật chất của chúng ta lớn mạnh như vậy, và chúng ta không được chứng nhận những cái công nghệ như vậy. Đấy, thế nên là anh chị thấy rằng bản thân Thủy Nguyễn cũng là người được trải nghiệm tại UAE, nên là Thủy Nguyễn càng khẳng định cho mọi người rằng chúng ta rất may mắn luôn, may mắn cực kỳ khi chúng ta có được cái việc mà chúng ta sở cổ phần của doanh nghiệp này. Vậy thì nhiều người nói là thế thì ở Việt Nam làm thế nào mà lại có thể đầu tư được tận trong bên nước ngoài? Thế ở Việt Nam thì còn chẳng ăn đầu tư, còn chẳng tìm được ai để đòi, đúng không ạ? Hơn chi là đầu tư nước ngoài thì mất thì biết đâu mà tìm. Đấy, thì anh chị phải hiểu được cái tại sao chúng ta lại được góp vốn ở đây. Đấy, thì anh chị phải hiểu đó là chúng ta đang được làm việc với luật pháp quốc tế, chúng ta đang làm việc với một cơ quan quốc tế, chúng ta không làm việc với bất kỳ một quốc gia nào cả. Và nếu như luật pháp của bất kỳ quốc gia nào thì nó cũng chưa đủ mạnh để mà có thể là chưa đủ mạnh để có thể đứng ra làm việc với cái doanh nghiệp này cả. Nên là chúng ta đang làm việc tuân theo luật pháp quốc tế. Và cái việc mà chúng ta đang gọi vốn cộng đồng ngày hôm nay anh chị ạ, thì đó là một cái việc mà chúng ta đang gọi vốn cộng đồng ngày hôm nay ấy, thì chúng ta đang được hợp tác với một cái công ty quỹ. Đấy, công ty quỹ thì nhiều người nói là, tức là mọi người nói là cái việc mà kêu gọi vốn vào Unica ấy, đó là một cái việc mà đang là đa cấp. Đấy, nhưng mà bản chất của mọi người không hiểu đa cấp là gì. Đấy, đa cấp là gì thì anh chị thấy rằng là
Thứ nhất là trong gia đình của mình ấy, thì cũng có rất là nhiều đời, và đó cũng phải là gia đình đa cấp không ạ? Đấy, từ đời cụ kỵ ông bà tổ tiên, cha ông bà cha mẹ, đến đời con cháu chút chít mình, đấy rất nhiều tầng lớp đúng không ạ? Đấy, chúng ta cũng có rất là nhiều các lĩnh vực, các ví dụ ở bên ngoài đúng không ạ? Ví dụ chúng ta mua đi trồng một cái cây rau cải đi, chúng ta cũng không phải là chúng ta đến tận nhà máy sản xuất chúng ta mua hạt giống được. Em chào anh Cường Phùng, em chào chị Trinh Nguyễn nhá, em chào anh Kim Niu, em chào anh Nghĩa Lê, em chào anh Hải Diệp ạ. Vâng ạ, rất nhiều anh chị đang tương tác like cùng với Thủy Nguyễn ạ. Cả nhà mình hãy giúp Thủy Nguyễn chia sẻ, tương tác like và thả tim, thả like lên đây để cho Thủy Nguyễn có thêm nhiều năng lượng để Thủy Nguyễn chia sẻ cùng với cả nhà nhé. Đó, anh chị thấy là chúng ta không thể nào đến tận cái công ty tận công ty sản xuất để chúng ta mua được cái hạt giống. Hay là những anh chị mà mua ô tô đúng không ạ? Ví dụ ô tô của Vin đi, thì anh chị cũng đâu thể nào đến tận nhà máy anh chị mua được. Anh chị cũng thông qua các đại lý cấp 1, cấp 2, đấy, các đơn vị bán hàng thì các anh chị mới mua được. Thế nên là anh chị thấy rằng cái việc mà chúng ta đang hợp tác vào UST này, nó hoàn toàn được luật pháp quốc tế bảo vệ. Bởi vì chúng ta đang thông qua cái việc huy động vốn cộng đồng. Và anh chị cũng phải cảm ơn nhờ Internet ấy. Nhờ Internet, nhờ gọi vốn cộng đồng. Nên đó mới tiếp cận đến cơ hội đến chúng ta ấy. Nếu như không nhờ Internet, chúng ta không thể nào chúng ta tiếp cận được đến cơ hội này. Thế thì chúng ta đang được một đơn vị thứ ba, đơn vị trung gian, đó là cái đơn vị đó là quỹ crowdfunding. Hiện nay là tất cả các nhà đầu tư trên 210 quốc gia trên thế giới đang góp vốn tài trợ vào Unikai thông qua hình thức huy động vốn cộng đồng. Đó là một đạo luật hợp do cái đạo luật của Mỹ năm 2012 do tự tưởng Obama ban hành cái đạo luật JOBS này để cho tất cả các doanh nghiệp cũng có cái cơ hội để huy động vốn nhỏ lẻ từ các từ cộng đồng anh chị nhé. Đấy, trước những năm 2012 thì để mà một cái người đầu tư bình thường ấy có thể đầu tư được vào những cái doanh nghiệp khởi nghiệp như thế này thì nó không có đâu anh chị. Đấy là không có. Thế nên là khi mà chúng ta thấy rằng là mình có cơ hội để mình được góp vốn vào đây ấy, nó thông qua một cái đơn vị đó là quỹ đầu tư quốc tế. Đấy, thì ở đây anh chị thấy rằng là việc mà chúng ta được góp vốn ở đây thì nó đã hoàn toàn hợp pháp mà. Đấy, thế nên đạo luật JOBS từ khi ra đời thì nó mở cửa rất lớn cho rất là nhiều doanh nghiệp có thể gọi vốn ở trên toàn cầu. Và UDK hiện nay chúng ta là một cái doanh nghiệp phải nói là quy mô lớn nhất và đang gọi vốn toàn cầu. Đấy, thế nên là hiện nay thì chúng ta đã được 8 năm rồi, chúng ta đã bước sang năm thứ 10. Đấy, bước sang năm thứ 10 trong quá trình chúng ta huy động vốn. Thì để một nhà đầu tư mới, để một nhà đầu tư mới mà có thể sở hữu được cái cổ phần của doanh nghiệp này thì anh chị phải có một cái tài khoản. Đấy, bất kỳ một nhà đầu tư mới nào khi chúng ta muốn sở hữu cổ phần của UST, đầu tiên chúng ta phải có một cái tài khoản. Đấy, cái tài khoản này thì sao, giống như Thủy Nguyễn đây, ví dụ như là bây giờ Thủy Nguyễn mong muốn sở hữu cổ phần của công ty thì có hai cách để anh chị có thể sở hữu cổ phần của doanh nghiệp. Cái cách thứ nhất là anh chị có thể tìm đến cái đường link trực tiếp của bên công ty quỹ, bởi vì anh chị phải đầu tư kết nối qua thông công ty quỹ để anh chị là sao có cái đường link, bởi vì cái quỹ đó là đang là cái đơn vị trung gian kết nối giữa nhà đầu tư và công ty. Thì bản chất Thủy Nguyễn làm đối tác cũng vậy, Thủy Nguyễn cũng là ký hợp tác với công ty quỹ. Thì khi mà Thủy Nguyễn, ví dụ Thủy Nguyễn chưa có ai chia sẻ đi, Thủy Nguyễn muốn đăng ký cái cổ phần của doanh nghiệp này thì có một hai cách. Một là Thủy Nguyễn có thể tìm đến đường link trực tiếp của công ty Thủy Nguyễn đăng ký. Thì khi mà Thủy Nguyễn tìm đến đường link trực tiếp của công ty thì Thủy Nguyễn sẽ tự mình đi tìm làm tất cả mọi thứ, từ cái việc đăng ký tài khoản, từ việc mua đô. Đấy, tự mình làm hết mà không có một ai hỗ trợ cả. Và kể cả tiếng nữa anh chị nhé. Nhưng mà khi mà một anh chị nào đó mà chúng ta đang có người bảo trợ ấy, mà đang có người chia sẻ cho mình ấy, thì mình có thể là nhờ họ hỗ trợ. Đấy, bởi vì khi mà cái người bảo trợ của anh chị hỗ trợ anh chị là họ đã ký hợp tác với công ty quỹ rồi, và họ đó là những người trách nhiệm để hỗ trợ đội nhóm. Đấy, ví dụ như Thủy Nguyễn. Và bây giờ Thủy Nguyễn có chị Đào Thị Tuyết là người đã chia sẻ cho Thủy Nguyễn. Thì thay vì Thủy Nguyễn tự mình đi vào công ty để Thủy Nguyễn tự mày mò tất cả mọi thứ Thủy Nguyễn làm, thì bây giờ Thủy Nguyễn có một người chị là bảo trợ của Thủy, đó là chị Đào Thị Tuyết, có giúp Thủy đăng ký tài khoản,
giúp đỡ thủy là mua đâu đấy, kích hoạt gói đầu tư, thì đó chỉ là cái giai đoạn đầu mà Thủy Nguyễn chưa biết thôi đấy. Nhưng mà khi Thủy Nguyễn biết rồi thì Thủy Nguyễn tự làm. Thì để mà anh chị có thể là đăng ký được cái tài khoản với công ty ấy, thì anh chị cần có thông tin cá nhân của mình đấy. Bất kỳ ai anh chị đều có phải có thông tin nhé. Nhiều người nói này, thế thì bây giờ nếu mà chụp ảnh căn cước ra lộ thì làm thế nào? Thế thì anh chị thấy rằng lộ hay không nó là do người, đúng không ạ? Do cái người mà anh chị đang làm việc nó như thế nào. Thế thì bây giờ anh chị thấy thông tin của anh chị đấy, anh chị ra ngân hàng nó liên quan đến tiền bạc, hay anh chị làm bất cứ thứ gì liên quan đến con người anh chị, nó đều phải thông tin cá nhân. Thế chị cùng một thử xem ạ, chúng ta đến ngân hàng mà chúng ta lại không có thông tin, đố anh chị lấy được tiền, đố anh chị giải quyết được bất kỳ một cái việc nào đấy, đúng không ạ? Đúng không ạ? Không, anh bao giờ anh chị giải quyết được vấn đề, anh chị phải trình xuất căn cước công dân ra đấy. Cả nhà thấy không? Một con người anh nói rất là lịch sự, em cảm ơn anh Hương Trần nhé. Đấy ạ, anh là một người rất là có văn hóa và một cái giao tiếp rất là lịch sự đối với những người mà đang cười rất tươi, những người đang năng lượng, đúng không ạ? Đấy, thì em cũng chúc anh có cuộc sống luôn luôn hạnh phúc bình an, và chúc anh có thể là có cuộc sống giàu có và trao được nhiều giá trị cho cộng đồng, để anh làm được nhiều việc tốt tốt hơn nữa, đúng không ạ? Để anh cũng không bị mất quá nhiều thời gian vào những việc vô bổ. Đó, thì Thủy Nguyễn thấy rằng là khi mà chúng ta đăng ký với cổ phần với doanh nghiệp đấy, thì chúng ta phải có thông tin. Thì nếu anh chị không có thông tin thì doanh nghiệp biết anh chị là ai, sau này chả có tức thì như thế nào, đúng không ạ? Thì bây giờ đôi khi anh chị chẳng cần cung cấp thông tin cho anh. Tại sao anh chị thấy ạ? Rất nhiều các số điện thoại lạ, rất nhiều số điện thoại lạ họ cứ gọi cho anh chị làm đầu tư hết cái nọ kia, mà tại sao họ lấy được số của anh chị? Có phải thông tin anh chị bị lộ không? Đấy, hay là Facebook, hay là những Facebook họ cũng có thuật toán mà. Hay là những cái, tại sao những cái người lừa đảo họ lại lấy được cái thông tin của chị? Họ lại làm sao giả mạo được? Đấy, thế nên là quan trọng là cuối cùng chốt lại vẫn là cái người mình đang làm việc là cái người như thế nào. Nếu như khác nó chẳng khác gì con dao. Thì anh chị thấy rằng bây giờ lấy một con dao, thì nếu như con dao nó rơi vào làm việc tốt thì nó để gọt hoa quả, nó để cắt gọt, nó để sử dụng trong cuộc sống của chúng ta. Đấy, thì cái chứng minh nhân dân của mình cũng vậy. Nếu như nó đi cùng với người tốt thì nó sẽ tốt thôi. Còn nếu như cái con dao đó mà nó rơi vào tay kẻ xấu thì nó sẽ làm gì ạ? Nó sẽ làm những cái hành động nguy hiểm đến tính mạng của con người và làm những cái việc ác. Hay là câu chuyện về khẩu súng cũng vậy. Nếu như khẩu súng mà rơi vào tay của ai mà được ở trong tay của người công an thì họ sẽ thực hiện nhiệm vụ giúp cho dân, giúp cho nước. Nhưng mà nếu mà rơi vào tay tội phạm thì sao? Anh chị có thể tưởng tượng. Đấy, thì cái câu chuyện của chứng minh nhân dân cũng vậy thôi. Đấy, mà anh chị sợ lộ thông tin. Thế có cái gì đâu mà lộ, đúng không ạ? Chẳng có cái gì, tiền trong tài khoản thì chẳng có, giàu thì cũng chưa giàu. Bây giờ có cái gì mà sợ mất? Nhưng mà thật sự là anh chị thấy rằng những người nghèo ấy, họ sợ, họ sợ, họ sợ thiếu kiến thức này, họ sợ không đủ giỏi này, họ sợ thiếu tầm nhìn này. Đấy, nhưng mà nghèo thì không bao giờ sợ. Khi mà có cơ hội làm giàu thì sợ đủ các kiểu, sợ người ta lừa, rồi sợ sợ mình mất hết, sợ rất nhiều thứ. Nhưng mà cuối cùng cái nghèo thì lại không bao giờ sợ. Nếu mà anh chị sợ nghèo thì anh chị đã phải người đó đã phải đi tìm các cơ hội để mà trở nên giàu có được, đúng không ạ? Đấy, thì anh chị ạ, chúng ta phải có thông tin để chúng ta đăng ký một cái tài khoản với doanh nghiệp này. Đó là điều cốt yếu. Đấy, nếu chúng ta không có thông tin thì chúng ta nhận cổ phần ở đâu? Mà anh chị không bao giờ được công ty cho mua cổ phần cả. Bởi vì để mà anh chị sở được cổ phần ấy, anh chị phải có được, sau khi anh chị phải đăng ký tên này, đúng không ạ? Tên này, số điện thoại này, Gmail này. Đấy, và anh chị có thể xác minh các địa chỉ trong cái căn cước của công dân của anh chị. Và anh chị phải chụp ảnh gửi lên, đúng không ạ? Gửi cái ảnh đó lên với công ty, và sau khi công ty xác minh được với anh chị rằng cái tên của anh chị đúng với những cái thông tin mà anh chị khai, đúng không ạ? anh có nói là con người vô ý thức không khác nào con ruồi, chỗ nào cũng bu vào được. Không sao anh ạ. Tức là như thế này, người ta nói là nước sông thì không phạm nước giếng, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta đi với ong thì chúng ta sẽ tìm được hoa, mà chúng ta đi với ruồi thì chúng ta sẽ đi đến nhà vệ sinh, nó dẫn chúng ta đi mà. Thế nên anh chị ạ, chúng ta phải biết. Các anh chị đang xem live của Thủy, anh chị cũng đừng có quá quan tâm đến những người như vậy. Bởi vì chúng ta cho dù như thế nào thì họ cũng không ảnh hưởng đến mình mà. Bởi vì trên cuộc đời này thì anh chị ạ, việc ai người đấy làm, đúng không ạ? Phước ai người đấy hưởng và nghiệp ai người đấy gánh. Thì ai nói ra thì người đó gánh nghiệp thôi. Còn ai làm việc tốt thì người đó được nhận phước thôi, đúng không ạ?
Và nếu là đã là cái nghiệp ấy thì không ai trả cho anh chị được. Và nếu là cái quả của mình ấy thì không ai lấy trong tay của mình đi được. Nên anh chị cứ tự tin về việc mình làm đi ạ. Không quan tâm đến bất kỳ những cái thành phần nào mà họ không, mà mình cảm thấy là không có giúp ích gì cuộc đời của mình. Đấy, mình hãy tập trung vào cuộc đời của mình. Cảm ơn anh rất là nhiều đấy. Những người anh luôn luôn âm thầm ở phía sau, đúng không ạ? Ra tay, đúng không ạ? Có thể là xả thân, xả cái những cái lời nói của mình để bảo vệ cho những người mà các anh rất là yêu quý, giống như Thủy Nguyễn, đúng không ạ? Thủy Nguyễn đã nhận được tình cảm rất là lớn của các anh đấy, các anh thấy không ạ? Rất là ủng hộ Thủy Nguyễn đấy. Nhưng mà không sao, Thủy Nguyễn cũng không có buồn đâu, bởi vì mình cũng quen rồi mà. Nếu như mình làm cộng đồng mà mình không chấp nhận được những cái này ấy, và mình tức giận ấy, thì sao ạ? Thì nó sẽ làm mình thiệt thôi, bởi vì mình giận ai thì người đấy, mình giận ai thì mình là người khổ mà, mình là người chịu đựng đầu tiên mà. Thế thế nào, khi mà người ta nói ra một cái lời gì đó, nếu như mình không nhận thì họ lại quay trở về họ mà. Thủy Nguyễn không nhận thì Thủy Nguyễn đâu có bị vào Thủy Nguyễn đâu. Em chào chị Huế nhé. Chị xin chào em Quân. Em xin chào anh Mạnh Phạm. Em xin chào anh Ban Phụ Cần. Đấy. Rồi, cảm ơn cả nhà đã yêu quý Thủy Nguyễn. Đấy, Thủy Nguyễn chia sẻ tiếp nhé. Đấy, thì khi mà anh chị đấy, cái câu chuyện mà nhiều người, Thủy Triện vừa mới giải thích cho anh chị cái kiểu, cái câu chuyện mà sợ bỏ căn cước do bị lừa đấy, thì Thủy cũng đã ví dụ rất là dễ hiểu rồi. Đấy, thì anh chị thấy rằng là quan trọng là cái người ngày hôm nay chúng ta làm, chúng ta tin tưởng tất cả mọi thứ cuối cùng để chúng ta làm, còn làm được với nhau, đó là niềm tin. Nếu như không có niềm tin thì không bao giờ mình làm được bất kỳ một việc gì cả, kể cả là nhỏ. Làm việc gì cũng không tin, gặp ai cũng sợ nghi ngờ, gặp ai cũng sợ là người ta xấu. Ô thế thì làm sao mà mình, đúng không ạ? Làm sao mà mình có thể là mình tỏa ra hết cái sự yêu thương được? Đấy, em chào chị Huyền. Chúng ta thà, đấy, chúng ta cứ khởi mở ra để làm sao chúng ta không phải là suốt ngày chúng ta đi đâu chúng ta cũng phải đề phòng. Thì nhớ nhất câu nói của ông chủ tịch, ông nói là tôi thà để cho người khác lừa mình còn hơn là tôi đi lừa họ. Đấy, chị thấy không ạ? Một câu nói thốt ra từ trong tâm của ông ấy là một con người rất bao dung rồi, là một con người rất vĩ đại, không có ích kỷ, mà một con người có sự vị tha. Đó là 7 lần bị người ta hãm hại, người ta đuổi giết, người ta tìm mọi cách họ chiếm đoạt cái sở hữu trí tuệ, nhưng ông vẫn vui vẻ, ông vẫn cười. Đấy, và cuối cùng thì ông đã tha thứ cho tất cả. Một con người, một vị thánh nhân đấy chị, không phải là một con người bình thường đâu. Nếu như bình thường chúng ta đa phần là chúng ta ích kỷ, tham lam, đúng không ạ? Nghĩ về cho mình nhiều. Nhưng đây là một con người mà anh chị ạ, ông không nghĩ cho bản thân của ông nghĩ cho cả cộng đồng, nghĩ cho cả nhân loại. Bởi vậy nên anh chị chúng ta mới có cơ hội để chúng ta sở cổ phần đấy. Đó. Và anh chị thấy rằng là khi mà anh chị đã lựa chọn được cái công nghệ này rồi, anh chị đã nhìn thấy con người ở trong doanh nghiệp này là con người như thế nào, thì anh chị đã ra được quyết định của mình là sở hữu cổ phần, đúng không ạ? Đấy, thì ở đây chúng ta thấy rằng nếu như những anh chị chúng ta không ủng hộ được bằng tiền thì chúng ta hãy ủng hộ được bằng tinh thần anh chị ạ. Đừng dẫm đạp, trà đạp lên những ý tưởng, những cái phát minh của người khác, đóng góp cho nhân loại, để sau này chính các anh chị cũng sẽ được hưởng từ nó. Nếu như các anh chị chúng ta phá, chúng ta không ủng hộ được bằng tiền, thì chúng ta hãy im lặng để cho người khác họ làm anh chị nhé. Chúng ta đừng bao giờ chúng ta phá. Vậy thì ngày hôm nay anh chị thấy ạ, tại sao chúng ta lại có những sản phẩm chúng ta dùng? Tại sao chúng ta lại có chiếc điện thoại thông minh? Tại sao chúng ta lại có những bộ quần áo đẹp? Tại sao chúng ta lại có những chiếc máy bay chúng ta đi? Đó có phải là những ý tưởng, những phát minh hay không? Và nếu như những cái ban đầu đó không ai là người tin tưởng nó, thì làm sao có những cái sản phẩm như bây giờ chúng ta đang dùng? Chúng ta chỉ muốn là người hưởng thôi, đúng không ạ? Mà không bao giờ chịu là người chấp nhận rủi ro, đồng hành cùng với họ những cái lúc họ khó khăn. Và chỉ muốn là khi đến lúc đó thành công, bắt đầu mới nhảy vào, mới bắt đầu ồ tuyệt vời quá, đúng không ạ? Thế nên là ngày hôm nay những con người là người đi trước, đúng không ạ? Là những người họ tiên phong, họ dám bất chấp tất cả những cái khó khăn, những cái điều rủi ro nhất, để họ mong rằng đấy, họ mong rằng họ đóng góp được một cái gì đó cho xã hội. Tất nhiên tiền nó cũng sẽ có, nhưng mà để mà đánh đổi được tiền thì nó cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Cái cuối cùng đó là cái giá trị, đúng không ạ? Cái giá trị, bởi vì có rất nhiều kênh ở ngoài kia chúng ta kiếm được rất nhiều tiền đấy, nhưng mà có những cái thứ mà chúng ta có tiền chúng ta cũng không mua được đâu anh chị.
Đấy, có tiền cũng không mua được. Nên tiền đó chỉ là cái công cụ thôi, cái công cụ để giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Nhưng cái đồng tiền phải là đồng tiền sạch anh chị nhé. Đồng tiền phải là đồng tiền sạch. Và khi mà Thủy đọc cái cuộc đời của Chủ tịch Anthony ấy, Thủy thấy rất là thương. Mình thấy rất là thương, kiểu như là một người cha, người ông của mình ấy chị. Đấy, cả cuộc đời hy sinh vì hy sinh cả cái hạnh phúc của mình luôn để mà đóng góp cho nhân loại. Đấy, thế nên là khi mà Thủy Nguyễn được sang tận quay ấy, Thủy Nguyễn gặp ông Chủ tịch ấy, Thủy Nguyễn thấy rằng khi mà có những cái lúc mà ông ấy nhìn cái lúc mà ông ấy bị vấp ngã, bị thất bại đấy, mà bao nhiêu người, hầu như cả thế giới quay lưng lại với ông ấy, cả thế giới quay lưng lại với ông, nhưng mà ông vẫn đứng lên. Đấy, đôi khi trong mình nhìn lại bản thân mình, trong cuộc sống của mình đôi lúc có một chút khó khăn thôi mà nhiều khi mình không vượt qua được. Vậy bởi vì đó mới thấy là một con người nghị lực phi thường, một nhà khoa học, một vĩ nhân, một nhà chính trị, anh chị rất là giỏi luôn. Thế nên là Thủy tâm huyết anh chị ạ, Thủy rất tâm huyết về công nghệ này. Thủy cũng không muốn cho phép ai là trà đạp với nó, mình chỉ im lặng, mình cũng không có tranh mua. Nhưng mà thực sự Thủy rất rất cảm thấy mình hơi buồn cho những con người đó. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì đến giờ phút này mà họ vẫn không hiểu ra thì Thủy thấy đó là một cái điều vô cùng đáng tiếc. Đấy, thì ở đây chúng ta thấy rằng việc mình đang góp vốn ở đây nó là một cái việc làm mà nó rất là đúng luôn, nó không có gì sai, bởi vì đây là một cái sản phẩm mà anh chị có thể nhìn được, anh chị có thể sờ được, anh chị có thể cầm nắm được. Nó không phải những cái thứ vô hình, mà những cái sản phẩm ngày hôm nay chị thấy ạ, những cái công nghệ của chúng ta ngày hôm nay nó chỉ là trên hình 3D thôi. Nhưng bây giờ chúng ta thấy ạ, ngày trước nó chỉ nhìn mà anh chị tưởng tượng rằng nó như ở trong cái phim khoa học viễn tưởng, đúng không ạ? Nhưng đến bây giờ thì anh chị nhìn thấy rằng nó đã nhìn hiện hữu thực tế mà chúng ta cầm được, chúng ta sờ được và chúng ta được đi. Đấy, nên là thế giới này không có gì là không thể cả, cái gì cũng có thể xảy ra. Và anh chị biết không rằng nếu như bây giờ chúng ta không thay đổi đấy, rồi robot, trí tuệ nhân tạo AI nó sẽ ra đời và nó sẽ làm đi mất rất nhiều công ăn việc làm của những người đang làm công ăn lương hiện nay đấy ạ. Nếu chúng ta không có tầm nhìn, chúng ta thay đổi từ bây giờ là chúng ta hãy dùng cái tiền của mình ngày hôm nay để chúng ta nắm giữ cổ phần của Unikai. Thì nói thẳng là nắm giữ cổ phần của Unikai, không phải vòng vo trong các doanh nghiệp khác làm gì. Có thể anh chị rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn, nhưng nếu anh chị hướng tâm đến cái sự nhân văn, đến cái sự nhân đạo, đến cái giá trị tốt đẹp đời đời và cái tài chính của anh chị, cái sự tự do, cái sự hạnh phúc, sự thịnh vượng, thì anh chị hãy nắm cổ phần của Unikai. Bởi vì thời điểm này là thời điểm rất là tốt. Đấy, anh chị sau khi mà anh chị đăng ký một cái tài khoản xong rồi, xác minh ok rồi, là bắt đầu anh chị mới tìm cho mình một cái gói đầu tư phù hợp nhất với tài chính của anh chị. Và ngay ngày hôm nay, nếu như anh chị hiểu rằng nếu chúng ta sở hữu được ít nhất 1 triệu cổ phần của Unikai, đấy, là chúng ta đâu đó anh chị có trong tay 1 triệu đô la rồi. Đấy, sẽ 1 triệu đô la nắm trong tầm tay, bởi vì đây là cơ hội triệu đô. Đây là cơ hội triệu đô thì chắc chắn cái quả của anh chị nó sẽ là cái quả triệu đô rồi. Đấy, nó đang là cái quả triệu đô. Thế nên là anh chị ạ, chúng ta thấy rằng chúng ta đang làm việc với doanh nghiệp này, nó hợp pháp trên toàn cầu. Chính vì hợp pháp nên chúng ta mới làm được. Anh chị nghĩ luật pháp của quốc tế, luật pháp của Việt Nam, luật pháp của các quốc gia khác, nó có phải là những cái đơn vị, nó có phải là những cái cơ quan mà họ không nhìn thấy điều của doanh nghiệp này làm hay không? Họ đâu phải là những cơ quan bù nhìn, đúng không ạ? Họ là những người có quyền lực, họ là những người có một những tầm nhìn, có chiến lược đấy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng họ, chúng ta vẫn sống, chúng ta vẫn tồn tại. Bởi vì doanh nghiệp của chúng ta là chúng ta đang làm đúng, chúng ta đang làm đúng một cái xu hướng mà cả thế giới đang, cả xã hội đang cần. Đó là xu hướng về năng lượng xanh, một cái công nghệ giải cứu cả cái hành tinh của chúng ta đấy, mong muốn đóng góp cho nhân loại. Thế thì chúng ta thấy rằng đó là lý do mà tại sao UST chúng ta vẫn tồn tại được. Đấy, chúng ta hợp tác, nếu như chị nhé, nếu như mà chúng ta là người dân bình thường ấy, thì chúng ta đầu tư thẳng vào những doanh nghiệp đó thì nó là có điều chúng ta chưa đúng. Nhưng chúng ta lại được luật của Việt Nam bảo vệ, đó là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể góp vốn vào các doanh nghiệp khởi nghiệp đó ở nước ngoài bằng cách chúng ta đang thông qua một cái quỹ đầu tư, tức là đầu tư gián tiếp ra nước ngoài ấy chị. Anh chị không thể trực tiếp đầu tư, nhưng mà anh chị là sao, anh chị có thể thông qua cái quỹ đầu tư đấy. Thì chúng ta cái nghị định 135
Đấy, điều 135 nghị định 15 của Thủ tướng Chính phủ về luật đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Nên là nhiều người nói là đầu tư ra nước ngoài liệu có được luật pháp Việt Nam bảo vệ không? Được anh chị nhé, chúng ta đầu tư ra nước ngoài hoàn toàn được luật pháp Việt Nam công nhận. Đấy, tại sao có những người họ vẫn mua cổ phiếu? Họ vẫn mua cổ phiếu của nước ngoài. Họ vẫn mua cổ phiếu đúng không ạ? Và Thủy có một người bạn nó mua cổ phiếu của Apple. Hiện nay là giá là 216 đô và đầu tư để nhận cổ tức 4 đô. Nhưng mà chị thấy một cái điều gì đấy ạ? Họ đã mua ở cái giá trên đỉnh rồi. Nhưng mà chúng ta chỉ biết là họ vẫn đang mua cổ phiếu quốc tế. Họ vẫn giao dịch trên các sàn quốc tế. Nhưng mà anh chị đâu biết rằng làm cách nào để chúng ta mua được cổ phần của những cái doanh nghiệp đó ở thời điểm sơ khai. Thì bây giờ chúng ta đang biết đến UST. Biết đến UST và chúng ta hoàn toàn chúng ta có cơ hội để chúng ta sở cái cổ phần của doanh nghiệp ở cái thời điểm sơ khai. Ở cái thời điểm gọi là trong trứng nước. Hay còn gọi là cái vòng hạt giống. Chúng ta đầu tư ở cái vòng sơ cấp thì nó là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ được cái quyền lợi cao nhất. Chỉ cần chúng ta có tầm nhìn, chúng ta nhìn lại đánh giá được bức tranh thành công, có những tiêu chí chúng ta lựa chọn cái doanh nghiệp đó, Thủy Nguyễn tin rằng là anh chị sẽ có khả năng thành công rất cao, có cái sức bật tài chính rất là lớn. Bởi vì anh chị là người đi đầu, anh chị là người tiên phong. Đấy, anh chị đi sau thì sao? Mọi thứ nó đã xảy ra rồi. Lúc đó công ty họ có rất nhiều vốn, họ cũng chẳng cần đến vốn của anh chị nữa, đúng không ạ? Đấy, khi mà công ty họ đang khó khăn, họ đang cần, chúng ta là người xả tay xả thân ra, chúng ta đồng hành cùng họ thì họ mới trả cho chúng ta cái quyền lợi chứ, đúng không ạ? Cái quyền lợi đó là cái quyền lợi cao nhất. Còn khi mà họ đến là cái lúc mà doanh nghiệp họ an toàn rồi, họ không cần vốn nữa, anh chị chấp nhận mua cái giá cao thôi. Đấy, thế nên này chị thấy ạ, việc chúng ta nắm giữ cổ phần sớm ấy, nó là cái công cụ mà để giúp cho chúng ta tự do về tài chính đấy ạ. Nó là cái kênh đầu tư mà người giàu đang nắm giữ. Đấy, thế nên này chị ạ, dù chúng ta là người Việt Nam, người nước ngoài, hiện nay chúng ta vẫn đang có cơ hội để chúng ta sở cổ phần UST. Doanh nghiệp của chúng ta hiện nay đang được có mặt khoảng 210 quốc gia trên thế giới là có nhà đầu tư tham gia góp vốn ở đây. Và hiện nay thì có khoảng 24 ngôn ngữ trong văn phòng cá nhân. Đấy, trong văn phòng cá nhân của tất cả anh chị thì chúng ta thấy rằng chúng ta có được những cái ngôn ngữ và đặc biệt tiếng Việt Nam, chúng ta cũng đang có tiếng Việt Nam để chúng ta làm, chúng ta đăng ký rất là dễ, đúng không ạ? Và để chúng ta đăng ký được một cái tài khoản đấy thì chúng ta đăng ký, bởi vì sau này nhá, cái tài sản của anh chị đấy, bây giờ là anh chị sẽ được đăng ký cái tài khoản đó, và anh chị sau khi anh chị tìm hiểu ok hết rồi, đúng không ạ, thì anh chị mong muốn là đăng ký cái cổ phần thì anh chị có cái tài khoản đó. Thì sau khi anh chị có hai trường hợp, một là anh chị có thể là nhà đầu tư thôi, đấy, nhà đầu tư thôi. Hai là anh chị có thể ký hợp tác với quỹ crowdfunding, đó là cái quỹ Skyward Community SWC đó, thì anh chị có thể ký hợp tác với công ty quỹ đó để anh chị huy động vốn cho doanh nghiệp. Đấy, để anh chị huy động vốn thì nếu như anh chị là nhà đầu tư thôi cũng được, không sao, chúng ta đầu tư bỏ đó coi như là một cái chúng ta đang đầu tư một khoản đầu tư dài hạn để chúng ta để đó, để sau này chúng ta có một dòng tiền chúng ta không cần quan tâm gì nó. Nhưng nếu khi mà anh chị thấy tốt này, anh chị mong muốn chia sẻ, anh chị mong muốn lan tỏa, thì bắt đầu tôi muốn lan tỏa cái công nghệ này. Nếu như anh chị không ký hợp tác với công ty quỹ, anh chị không có đường link để anh chị làm đâu. Và để mà anh chị muốn làm với công ty quỹ thì anh chị phải ký và anh chị đọc biên bản. Đấy, đọc thỏa thuận của một người đối tác cần chấp hành những cái quy định gì. Đấy, những cái điều kiện gì của một người đối tác. Không phải tự nhiên mà làm đối tác được, mà cần phải chấp nhận những cái quy định, điều luật của công ty. Sau khi mà anh chị thấy công ty tốt rồi, đấy, cái chương trình đối tác này là một cái sự nghiệp dài rồi, thì anh chị ký hợp tác với công ty quỹ, và sau đó thì anh chị có một cái đường link, đấy, anh chị có một cái đường link để anh chị lấy cái đường link đó để giới thiệu cho những người mà anh chị muốn chia sẻ. Đây là hình thức marketing rất tốt nha anh chị nhé. Đấy, nhiều người cứ quan tâm đấy là tại sao lại chia sẻ cho người, lại chia sẻ như là đa cấp. Nếu như không nhờ chia sẻ marketing như vậy, anh chị còn lâu mới biết đến cơ hội này. Đấy, nói thật đấy, thì mình cũng không có cơ hội đâu. Nên là đó là một cái điều mà rất là may mắn. Nên là bởi góc độ của mọi người là nhìn vào cái tiêu cực, nên anh chị nhìn đâu cũng thấy nó xấu hết, nhìn đâu cũng thấy nó không có hợp với mình. Đấy, nhưng mà nếu mà anh chị nhìn vào mặt tốt, cái hình thức marketing này rất tốt và rất phù hợp luôn, và nó có khả năng tiếp cận rất lớn. Đấy, anh chị nhìn thấy không? Bây giờ nếu như cái doanh nghiệp này,
Anh chị nghe một tiếng hai tiếng anh chị hiểu được không? Không, không hiểu được đâu. Khó hiểu lắm đúng không ạ? Thế thì anh chị thấy rằng, anh chị xem YouTube đúng không ạ? Anh chị thấy quảng cáo bao nhiêu giây ạ? 3 giây là anh chị muốn lách đi khỏi luôn rồi. Thế bây giờ anh chị có đủ kiên nhẫn mà quảng cáo UFT là gì, tiềm năng công nghệ đó ra sao, 1 đến 2 tiếng trên YouTube chị có đủ sức nghe không? Không đúng không ạ? Đấy, rất ít người có thể nghe được. Thế thì khi mà công ty đã, nếu mà công ty mà sử dụng hình thức marketing kiểu vậy, anh chị biết không ạ? 1 giờ vàng một quảng bá trên kênh truyền thông ấy, kênh truyền thông uy tín ấy, nó tốn hàng triệu đô la. Đấy, chỉ mấy chục giây thôi là mất cả 100 triệu đấy anh chị. Và chưa tính là quảng cáo đến 30 phút một tiếng thì anh chị tưởng tượng là cái tiền nó đốt như thế nào. Nó không hiệu quả mà chúng ta lại không thu hút vốn được nhiều, thì tại sao chúng ta phải áp dụng hình thức huy động vốn đó à? Tại sao chúng ta không sử dụng hình thức huy động vốn cộng đồng? Nó có gì xấu đâu ạ? Đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì hình thức huy động vốn truyền thống thì bản chất của nó cũng đã sử dụng rất nhiều tiền để nó trả cho hình thức marketing rồi. Thì bây giờ cái hình thức marketing đó thì lại trả cho chính những người mà làm chương trình đối tác như thế này. Đấy, bởi vì người ta cũng phải làm, người ta cũng phải nuôi gia đình họ mà, đâu phải đi làm công không. Nếu như mà sau này họ đạt được cái tự do tài chính thì bắt đầu họ cho đi vô lượng anh chị. Đấy, em chào anh Đồng, em chào anh Minh Thiên Hoàng, em chào anh Minh Tâm. Đấy, thế đây này chị ạ. À, cái gì có tốt đến mấy thì nó cuối cùng nó cũng đo bằng tiền, nhưng ở đây là nó không hẳn vì tiền. Đấy, thế là những người làm đối tác như thế này. Đấy, thì anh chị thấy rằng là khi mà bản thân Thủy Nguyễn biết, Thủy Nguyễn cũng đang đi chia sẻ này, trong suốt từ cái quá trình Thủy Nguyễn làm, Thủy Nguyễn đã đồng hành và ký hợp tác với công ty quỹ, và Thủy Nguyễn đã ngay lập tức Thủy Nguyễn chia sẻ rồi. Thủy Nguyễn tìm hiểu rất kỹ nha anh chị nha, tìm hiểu rất kỹ và đến nơi đến chốn luôn, để kỹ rồi để mình làm luôn, chứ không phải cứ nay tìm hiểu chỗ này mai tìm hiểu chỗ kia và cuối cùng chẳng có một cái quyết định gì cả. Thủy Nguyễn tìm hiểu cả thông tin tiêu cực, cả thông tin tích cực rất là nhiều. Và sau đó Thủy Nguyễn quyết định là mình chắc chắn mình sẽ phát triển chương trình đối tác này. Và công ty quỹ này, hiện nay công ty quỹ này là khoảng 15 và là cái đơn công ty quỹ duy nhất hợp tác với công ty Unique Kitchen Technology. Ngày trước thì có một đơn vị đó là Invest Group có hợp tác với công ty công nghệ của mình. Thì sau đó là lúc đó anh chị biết đâu ạ, có những cái điều mà cái công ty quỹ này làm chưa đúng, thì sau đó thì công ty Unique Kitchen Technology này thì đã hủy hợp tác với công ty Invest Group và còn duy nhất hợp tác với công ty đó là Skillwork Community, và đến nay là hợp tác khoảng đến năm là 9 năm 15 rồi anh chị nhé. Đấy, thì ở đây là một cái, anh chị thấy là một cái công ty quỹ rất là uy tín. Nếu như cái công ty quỹ của UST mà lại gọi vốn cho UST này, lại gọi vốn cho công ty A, công ty B, công ty C, thì nguồn vốn nó sẽ dạo, nó sẽ không minh bạch. Mà anh chị thích người làm chuyên nghiệp không? Đấy, chắc chắn anh chị làm thích làm người chuyên nghiệp. Ví dụ như Thủy bây giờ Thủy làm UT, mai Thủy lại chia sẻ Solar Group, Thủy lại chia sẻ MLC, Thủy lại chia sẻ DZU, Thủy lại chia sẻ Whiter. Đấy, thì anh chị thấy không? Nó chẳng khác gì một cái chợ cả, đúng không ạ? Nhưng mà anh chị nhìn thấy người chuyên nghiệp thì bản thân Thủy Nguyễn hiện nay, Thủy Nguyễn làm duy nhất UT. Thủy Nguyễn không làm cái gì khác ngoài UT cả. Lúc trước mà khi Thủy chưa biết đến UT thì Thủy Nguyễn còn làm, Thủy Nguyễn còn đầu tư một số các kênh đầu tư khác. Nhưng đến bây giờ thì đúng là cùng thời nhé, cùng thời mà mình thấy là UST nó đang phát triển rất mạnh, mà các lĩnh vực đầu tư khác thì nó vẫn dậm chân tại chỗ. Đấy, thế nên là thì anh chị ạ, mình hãy chọn cái tốt nhất trong các tốt, cái tốt. Hãy chọn cái tốt nhất trong cái tốt, trong cái tốt đó để mình theo. Đấy, và thì UST hiện nay thì anh chị thấy rằng nó đang ở ngưỡng cửa cuối cùng. Và chúng ta có những cái doanh nghiệp, chúng ta đang có một cả đơn vị rất là uy tín. Đấy, uy tín, công ty uy tín, quỹ uy tín, rồi những nhà đầu tư thì đã đang được góp vốn vào công ty thực sự luôn anh chị. Đấy, và mục tiêu của quỹ này thì nó muốn biến 10% dân số của thế giới trở thành người giàu nhờ chương trình làm đối tác. Sau này thì còn rất là nhiều dự án mục tiêu khác thì đều cần những người làm đối tác, những người làm đối tác hiện như Thủy hiện nay là phát triển vốn cho doanh nghiệp. Đấy, thế nên là cái sự nghiệp ở trong này nó sẽ rất là dài. Đấy, rất là dài. Và anh chị thấy rằng là ngày hôm nay anh chị đang được mua với cái giá rất là rẻ. Đấy, thì anh chị mua ở đây là gì ạ? Tại vì như lúc đầu Thủy có chia sẻ các buổi live khác ấy, để mà chúng ta sở cổ phần của UST thì chúng ta một là chúng ta có thể là ban đầu là chúng ta sẽ đầu tư vào đây thông qua hợp đồng vay chuyển đổi. Thì sau đó chúng ta bản chất hợp đồng vay chuyển đổi đó là cái khoản vay. Đấy, khoản vay thì sau khi một là chúng ta có thể cho công ty vay với hình thức là 4% một năm, sau 3 năm công ty sẽ trả khoảng 12% tiền lãi cộng một số tiền gốc.
Đấy thì sau cái hợp đồng vay chuyển đổi này mà anh chị cảm thấy là cái sản phẩm này tốt, đấy công nghệ tốt và anh chị muốn sở cổ phần và anh chị đồng hành cùng doanh nghiệp thì anh chị bắt đầu chuyển sang anh chị ký kết hợp đồng đầu tư, đấy anh chị ký nhận cổ phần. Thì khi mà ký nhận cổ phần này anh chị phải xác định một điều rằng đây là doanh nghiệp của mình, đúng không ạ? Mình đã là cổ đông của doanh nghiệp này thì đây là doanh nghiệp của mình. Đừng có bắt ai đền cái tiền đấy cho mình cả, đúng không ạ? Bởi vì doanh nghiệp của mình thì được thì mình hưởng, mất thì mình chịu, chẳng có ai đền tiền cho mình cả. Thế thì đầu tư ở đây lại có người bảo là mất thì đền tiền cho tôi. Thế thì ở đây thì anh chị thấy rằng đầu tư cái gì mà được thì mình muốn hưởng, mất thì người khác phải chịu. Thế thì cả thiên hạ họ giàu hết rồi, đúng không ạ? Đó là lý do chỉ có 5% người dân thế giới là người giàu thôi, còn 95% là người nghèo. Bởi vì họ không có tư duy chịu trách nhiệm, họ làm cái gì họ cũng muốn là an toàn, muốn là có người khác phải chịu trách nhiệm cho mình. Thưa anh chị, không có điều đó đâu, đúng không ạ? Bản thân Thủy Nguyễn này, Thủy Nguyễn làm, Thủy Nguyễn chịu, không bắt một ai phải chịu cả. Tất cả các quyết định của Thủy Nguyễn ngày hôm nay là do Thủy Nguyễn tự quyết, không ai phải chịu trách nhiệm với chính Thủy Nguyễn cả. Và Thủy Nguyễn xác định rõ ràng như vậy thì thứ nhất là tâm mình rất an, mình không có trách móc người lọ người kia là như thế này như thế khác. Và khi mà mình sai là do mình, tiền trong túi của mình là do mình, đúng không? Ai có thể thò tay vào túi của mình móc tiền của mình ra được? Vậy thì ví dụ khi mà anh chị là người của doanh nghiệp này, thì anh chị thấy rằng ví dụ anh chị mở ra một doanh nghiệp, thì bây giờ anh chị làm thất bại thì ai là người đền cho mình? Đi bắt ông hàng xóm đền à, đúng không? Hay là bắt vợ hay chồng hay bố mẹ phải đền cho? Vô lý, đúng không ạ? Đấy, đó là anh chị mở ra thì chị thất bại thì anh chị phải chị là người đền chứ, đúng không ạ? Ví dụ như anh Đồng chăn nuôi này, anh Đồng thất bại anh Đồng trách ai, đúng không ạ? Đấy, không, đó là cái quy luật rồi. Đấy, nếu như mà ai đó không chịu được trách nhiệm cho mình ấy, mà lại cứ bắt người khác phải chịu trách nhiệm ấy, thì rất khó luôn, rất khó để anh chị thành công được. Và thì UST ngày hôm nay anh chị sau khi chỉ tìm tất cả các thông tin rồi, anh chị trở thành cổ đông của doanh nghiệp, anh chị phải chấp nhận đấy, anh chị đi cùng với doanh nghiệp này. Nếu như không chấp nhận thì chúng ta không đầu tư, đúng không ạ? Không chấp nhận thì chúng ta có thể đi tìm các kênh đầu tư khác. Và nếu như anh chị thấy đây là công nghệ tốt và mình sẵn sàng mình chờ đợi được trong vòng một vài năm để mình có cái sự đột phá lớn, thì mình chấp nhận mình ở đây để mình chờ đợi với một cái tâm thái an và tìm được thông tin thật sự nghiêm túc. Đây là mình đã là người doanh nghiệp thì đây là doanh nghiệp của mình. Mình đi cùng với doanh nghiệp. Doanh nghiệp khó khăn mình cũng khó khăn, doanh nghiệp thành công thì mình được hưởng. Đấy, mình phải chấp nhận chứ, mình lại cứ muốn được, mình lại không muốn mất. Đấy, đúng không ạ? Cái gì mình cũng muốn được mà mình không muốn, kiểu như là người ta nói là cứ muốn nhận mà không muốn cho đi đấy. Bởi vì cái quy luật cho nhận nó, cái quy luật có sẵn rồi. Đấy, không ai có thể tự suốt ngày đi nhận cái đồ của người khác được, nhận ân huệ của người khác mà mình không muốn đáp trả, mình không muốn cho đi, nó là mất phước. Đấy, chị chào em Huệ nhá, em chào anh Tâm Hiền Hiền Đại, em chào chị Trung Phương, chào, xin chào và đứng nhé. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Wow, 16 anh chị đang theo dõi live của Thủy Nguyễn. Không biết là anh chị tâm đắc điều gì mà anh chị đang ở live rồi thì rất là đông. Đấy, thì Thủy Nguyễn muốn nói như vậy thôi, bởi vì Thủy Nguyễn thấy 5 người rất buồn cười, rất buồn cười ấy. Cam kết cho tôi, phải đề cho tôi. Ở đây Thủy Nguyễn nói thật với anh chị là Thủy Nguyễn cũng là nhà đầu tư thôi. Thủy Nguyễn cũng bỏ nhiều tiền hơn anh chị rất là nhiều. Có thể là không nhiều bằng các đại gia khác, nhưng mà Thủy Nguyễn cũng đã bỏ rất nhiều tiền vào đây rồi. Thủy Nguyễn cũng phải chịu trách nhiệm chứ, Thủy Nguyễn cũng lo mất tiền chứ, Thủy Nguyễn làm sao phải cam kết với anh chị, đúng không ạ? Thủy Nguyễn chỉ là người thấy cơ hội tốt và Thủy Nguyễn chia sẻ cho mọi người thôi. Còn mọi người tìm hiểu thấy ok thì mọi người tham gia góp vốn cùng, còn không ok thì thôi, đúng không ạ? Đấy, Thủy Nguyễn cũng không phải là cuộc đời của anh chị, chỉ là người đi gieo cơ hội, là người đi gieo giống thôi. Đấy, gieo hạt giống và hạt giống nó vãi vào đâu thì nó mọc ở đấy. Còn Thủy Nguyễn chẳng quan trọng. Anh chị có đầu tư thì đầu tư, mà không đầu tư thì anh chị có thể là anh chị tìm cái một cái công việc khác. Đấy, bởi vì anh chị không đầu tư thì người khác cũng vẫn sẽ đầu tư mà. Đấy, người ta nói là vắng cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui đấy. Nó là như vậy. Bởi vì có thể là người A không đầu tư nhưng người B đầu tư, người C không đầu tư, người D đầu tư. Ý là trong cái xã hội chúng ta sẽ có rất nhiều người có tư duy, có tầm nhìn và nhiều người hiểu. Và rất nhiều người vẫn đang đi tìm kiếm các cơ hội ngoài kia. Vẫn rất nhiều người đang khát vọng nhưng họ chưa tìm kiếm được cái cơ hội nào mà thôi. Thì Thủy Nguyễn thấy cơ hội tốt, Thủy Nguyễn sẽ trao đúng những người mà khát vọng. Thì những cái người khát vọng họ sẽ cùng tần số với Thủy Nguyễn, bắt đầu họ sẽ cùng đi làm việc cùng với Thủy Nguyễn, cùng chung hành động với Thủy Nguyễn. Đó là
đồng hành cùng với doanh nghiệp. Một cái thương vụ tốt thì nó không dành cho tất cả mọi người. Đấy, không dành cho tất cả mọi người. Bởi vì đó mới là thị trường. Thế khi mà thị trường cổ phiếu cũng vậy. Nó lên sàn nó thành công đó, nhưng tại sao có người mất tiền? Bởi vì nó do thị trường, do người lòng tham, đúng không ạ? Do người mà bán ở từng thời điểm khác nhau, do cách nhận định của mọi người về thị trường. Nên đó là tạo ra thị trường, đúng không ạ? Người mua có người bán. Đấy, thế nên là chị thấy rằng cái gì nó cũng thế thôi. Đấy, cái gì nó cũng phải có cái nọ, cái kia và nó tạo ra thị trường. Chúng ta cũng không đòi hỏi là à, cái công nghệ này tốt như thế này thì đáng lẽ là sao? Thì người ta phải đầu tư ầm ầm chứ, đúng không ạ? Người ta phải góp vốn ầm ầm chứ. Thì lại nói đến câu chuyện này. Đấy, anh chị thấy không ạ? Bác Hồ chúng ta tuyệt vời, đúng không ạ? Bác Hồ là một vị lãnh tụ mà cả thế giới đều phải ngưỡng mộ. Bởi những cái sự tài giỏi, bằng những khả năng lãnh đạo, những chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa dân tộc Việt Nam chúng ta thoát khỏi ách nô lệ. Đấy, chủ tịch tuyệt vời, đúng không ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh rất tuyệt vời. Thế nhưng anh chị thấy à, có phải tất cả người dân Việt Nam đều yêu quý bác không? Đúng không ạ? Không, đúng không ạ? Nhưng phần người yêu quý thì rất đông, nhưng vẫn có một những thành phần phản động. Thế thì chúng ta lại càng khẳng định một điều nữa rằng cái gì nó tốt, nó cũng không dành cho tất cả mọi người. Ví dụ ngày hôm nay, đúng không ạ? Anh Đồng là người rất tốt. Đấy, nhưng mà có một cái người nào đó, họ vì một cái lý do nào đó, đấy, họ không thích anh Đồng. Họ có thể thuê báo chí về, họ viết mà, họ viết họ ẩn tên. Thế nên là ở đây là anh chị đấy, cái gì họ cũng có thể làm được. Mình có thể tốt với nhiều người, nhưng mình không chắc chắn là mình có thể tốt với tất cả mọi người. Bởi vì đôi khi chúng ta không hợp quan điểm, chúng ta vì một cái câu nói nào đó thôi. Đấy, nên là anh chị thấy chúng ta không thể hài lòng tất cả mọi người được. Đấy, cũng sẽ có người ở phe nọ, người có ở phe kia. Đấy, thế thì anh chị thấy là khi mà UET ra đời, nó có phải là nó sẽ mất đi rất nhiều công ăn việc làm của các ngành nghề khác không? Đấy, nghĩ cả vấn đề vận tải thôi. Vận tải rồi đường xá, anh chị thấy không ạ? Nó sẽ rất là giao ô tô, xe máy. Nó sẽ giảm đi thị phần nhiều chứ. Đấy, giảm đi rất nhiều. Thế thì anh chị thấy không? Một cái gì mới nó ra đời, nó sẽ tiêu diệt dần cái cũ. Nhưng ở đây là sao? Ở đây không phải là chúng ta, nếu như chúng ta nói như vậy thì nó cũng đúng, nó rất đúng luôn. Đấy, nhưng mà nó một cái góc độ tích cực, đó là cái mới ra đời để thay thế những cái cũ lỗi thời. Cái cũ lỗi thời là không thể đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội hiện nay thì nó phải bị thay thế. Xã hội càng phát triển thì nó đòi hỏi những cái sự phát triển của kinh tế, của khoa học kỹ thuật cũng phát triển. Thì chúng ta phải đi, nó có cái sự tương xứng để nó có thể cùng nhau đi được đường dài. Thế bây giờ kinh tế thì phát triển, ô tô thì nhiều, đúng không ạ? Thu nhập thì cũng cao hơn. Thì đường nó chỉ có vậy thôi. Đâu thể mở rộng đường được nữa, ở nhà thì xây rồi, trường học, đường xá thì xây rồi. Vậy thì chẳng nhẽ là đi đến đâu cũng phá lửa cái nhà để xây dựng à, đúng không? Rất là khó. Thế nên là xã hội đang phát triển, nhưng cái đường thì lại không thể phát triển được nữa, không thể phát triển được nhiều. Mà đường thì lại chủ yếu ở những cái thành phố, mà thành phố thì lại quá đông dân đủ. Để xây dựng đường, anh chị biết đền bù ở những cái khu đô, những cái khu thành phố thì nó tốn nhiều tiền như thế nào? Vậy thì tiền đó ở đâu ạ? Tiền của nhà nước ở đây có phải tiền của mình không? Nhà nước lấy từ thuế, thuế lấy từ tiền của nhân dân. Chúng ta đóng thuế, chúng ta đóng thuế thu nhập cá nhân, chúng ta đóng thuế nhà đất, để đóng thuế thu nhập vào tất cả mọi thứ. Và tất cả anh chị biết không ạ? Tất cả tiền đó đều là tiền từ dân ạ. Vậy thì nhà nước mà xây đường, nhà nước mà xây càng nhiều đường, tiền càng nhiều thì ông nợ nhiều. Thì chúng ta mỗi một đứa trẻ mà mới sinh ra đã nợ cho mình mấy chục triệu tiền nợ quốc dân rồi. Nhưng mà chúng ta không quan tâm, chúng ta không hề biết. Nhưng đó là thực tế. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng cái việc mà cái công nghệ mới nó ra đời, nó vừa rẻ này, nó đi vừa an toàn này, nó vừa nhanh này, nó lại giải quyết được vấn đề tắc đường, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường. Có phải tốt không ạ? Bây giờ những lũ lụt ở Việt Nam vừa rồi, nếu như anh chị tưởng tượng có một cái công nghệ ở trên cao, anh chị đi vèo phát, đúng không ạ? Anh chị chẳng quan tâm ở dưới ngập như thế nào, ở dưới lũ lụt như thế nào, bão cát nó tiếp ra làm sao, đường ở trên vẫn chạy. Bởi vì cái đường của UET nó có thể chịu được cái độ động đất lên 7 độ Richter anh chị ạ. Nó có thể chịu được động đất luôn anh chị. Thế nên là xây dựng một cái tuyến đường đó nó rất là kiên cố. Bởi vì anh chị biết là những cái trụ cột mà thủy đi sang ngoài ấy, anh chị biết không, nếu mà cái trụ cột đó bình thường nhìn ở trên cái ảnh ấy thì nó rất là nhỏ,
Nhưng mà để mà mình cầm ấy, nó phải ôm cả cái vòng tay này luôn đấy chị, rất là to luôn, nên nó cực kỳ chắc chắn. Đây anh chị thấy không, lụt phát xe ô tô thì chết máy, đường còn chẳng nhìn thấy đường đâu mà đi, nhắm phải ổ gà ổ voi. Nó đang ngập đến nỗi mà thành phố thôi mà ngập đến đến cả mông, anh chị thấy không, kinh khủng khiếp ạ. Đi thế nào, thế thì anh chị thấy ạ, bây giờ đường thì không mở rộng được, mà bây giờ kinh tế thì mỗi ngày còn phát triển. À thì người ta có tiền một chút thì người ta lại mong muốn mua ô tô. Thế thì mua ô tô thì ra đường ấy chị thấy ạ, bây giờ ra đường đã không có chỗ mà để rồi. Hai cái hành lang trường đường ấy chị thấy kín ô tô luôn. Nếu như càng ngày cái lượng ô tô càng nhiều thì anh chị thấy rằng đi ra đường chúng ta sẽ như thế nào trong vòng một vài năm nữa tới. Đấy là yêu cầu chúng ta cần phải tư duy cái tầm nhìn của mình, để ngày hôm nay chúng ta nắm bắt cơ hội với UET. Chúng ta phải có sự phân tích logic sâu ra. Không đơn thuần là chỉ một cái con tàu đâu, mà chúng ta phân tích từ cái con tàu đó, từ cái hệ sinh thái của nó, chúng ta đạt được gì để mà chúng ta đóng góp, chúng ta đồng hành vào. Đấy nên là chúng ta dùng đầu tư, chúng ta phải dùng tầm nhìn. Còn tất nhiên là khi nó ra đời, rất nhiều ngành nghề khác sẽ bị mất việc, nhưng bởi vì nó đã cũ rồi, nó cần phải được thay thế, cần phải được làm mới, đúng không ạ? Nó phải được làm mới để nó tốt hơn chứ. Giống như là những cái gì mà anh chị thấy cũ ấy. Đấy, em anh hiệu mới vào mà đã bỏ chuẩn rồi, anh chị thấy không? Em chào chị Sơn nhé, em chào chị Loan, em chào anh Toàn, em chào anh Phúc. Ở trong này có thể Nguyễn Toàn thấy những nhà đầu tư thiên thần thôi, toàn những anh chị gọi là rất là khát vọng làm giàu. Đấy, những anh chị đẹp trai xinh gái này, anh chị rất là yêu chủ tịch Anatoly này. Đấy, anh chị rất là tuyệt vời, và anh chị đang ngày đêm, anh chị không ủng hộ được bằng con người, không thì anh chị đang ủng hộ rất nhiều bằng những cái số vốn của anh chị tiết kiệm được để anh chị cùng chung sứ mệnh cùng với chủ tịch Anatoly này. Đấy, cảm ơn anh chị rất nhiều, đúng không ạ? Nó là xu thế, lại nói là xu thế. Đấy thì ngày xưa cái câu chuyện mà ngày xưa mấy chị thấy là điện thoại, đúng không ạ? Đấy, trước những cái năm 2005 đấy thì để mà có một chiếc điện thoại mà thông minh thì nó khó không? Nó khó cực kỳ luôn, đúng không ạ? Thế thì bây giờ anh chị ạ, thì đố anh chị dùng điện thoại anh chị dùng điện thoại thông minh rồi, anh chị dùng iPhone rồi ấy, mà anh chị quay là dùng đen trắng, anh chị có dùng được không ạ? Không, đúng không ạ? Bây giờ nếu như anh chị thấy không ạ, anh chị đi tàu UET rồi ấy, mà anh chị mà được định mà phải đi ở dưới tắc đường ấy, vừa phải chờ lâu này, vừa phải hít khói bụi này, vừa phải chịu giữa cái trời nắng này, nên anh chị có một cái con tàu trên anh chị đi, anh chị sướng lắm, anh chị không muốn quay trở lại đi cái cũ đâu. Khi mà người ta đã sử dụng được cái mới tốt hơn rồi ấy, người ta có xu hướng là sử dụng nó tiếp. Và với con người chúng ta có cái sự chọn mà, tại sao chúng ta không chọn cái tốt mà chúng ta cứ phải chọn cái không tốt, đúng không ạ? Và trong khi cái tốt nó vừa rẻ, nó vừa an toàn, nó vừa giúp cho mình, lại vừa giúp cho mình giàu có nữa, thì mình chọn, mình nên chọn. Thế thì ngày xưa chị em đấy ạ, chúng ta phải đi bưu điện, chúng ta gửi thư. Bây giờ chúng ta tin nhắn, đúng không ạ? Nhờ điện thoại thông minh chúng ta viết tin nhắn, chúng ta gửi hình ảnh, chúng ta còn chẳng phải đi bưu điện gửi thư. Thế thì xã hội phát triển không anh chị? Ngày xưa thì nghi mà những người mà đi nước ngoài ấy, là phải là sang hầu như là 3 năm về thì mới biết là sống, và chẳng liên lạc được, chẳng được nhìn mặt, chẳng biết là như thế nào. Bây giờ anh chị thấy không, đi nước ngoài ngày nào cũng gọi điện. Thế anh chị có hiểu internet nó là cái gì không? Có hình dung được wifi nó là cái gì không? Và tại sao nó lại kết nối được như vậy? Đôi lúc bản thân Thủy Nguyễn cũng còn chưa hình dung, nhưng ở đây mình cứ tin đã. Bởi vì mình cũng không đủ kiến thức trình độ để mình phân tích ra những cái thứ đó, bởi vì đó là những người mà sáng tạo ra, những nhà khoa học. Mình đấy, đối chị biết là wifi là cái gì, internet là cái gì, chị có phân tích được ra không? Mà tại sao chúng ta cứ phải cố hiểu nó? Ở đây đơn giản là chúng ta nhìn rằng là chúng ta đó là xu thế, đúng không ạ? Chúng ta biết là nó là xu thế, chúng ta đi thôi. Đấy, giống như UET ngày nay, anh chị có phân tích được cái anh chị có phân tích được cái khí động học của nó là gì hay không, hay cái lực ma sát là cái gì, và cái con tàu các thông số kỹ thuật như thế nào? Chúng ta làm sao phân tích được cái điều đó à, đúng không ạ? Mà ở đây là chúng ta nhìn thấy đấy, cái công nghệ này nó có tiềm năng như thế nào ấy, và ai là người đang đứng ra để điều hành cái công ty này, và cái đơn vị nào là cái người đang đứng ra bảo vệ, và pháp lý của ra làm sao. Chúng ta hiểu cái cơ bản thôi. Đấy, nhiều người nói là phải hiểu sâu, nhưng sâu nó ở cái góc độ nào? Chúng ta không có chuyên môn chuyên ngành mà chúng ta lại cứ muốn hiểu sâu về nó, hiểu làm sao được, đúng không ạ?
Giống như chúng ta không thể bắt một con cá leo cây được. Con cá ở dưới mặt nước thì nó chỉ biết ở dưới mặt nước thôi, nó làm sao nó leo cây được. Đấy, thế nên là ở đây là phải đúng chuyên môn, đúng chuyên ngành. Và nói thật với anh chị là đầu óc của chủ tịch ấy là một nhà khoa học rồi. Chúng ta là cái người bình thường nên làm sao mà chúng ta đo với bộ óc của nhà khoa học được. Đấy. Đúng rồi anh, Trung Quốc đã phát triển taxi không người lái. Thì ở đây hiện nay là mọi người phải biết là công nghệ nó rất là nhiều. Công nghệ nó đang rất là nhiều. Đấy, tất cả các công nghệ về công nghệ thông minh và công nghệ xanh thì nó đang có rất là nhiều. Đấy, nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy là có phải anh chị sâu ra UAT, nó không những là một cái công nghệ phương tiện giao thông công cộng đấy, mà nó còn cả những cái hệ sinh thái để nó tái tạo ra một cái hệ sinh quyển của chúng ta. Đó là cái khẩu hiệu mà đâu phải doanh nghiệp làm cũng làm được, đó là xây unicai giải cứu hành tinh. Đấy, taxi bay cũng tốt nhưng đó là phương tiện, rồi phương tiện cá nhân đấy. Nhưng mà anh chị đi sang Nhật thủy biển thấy là ở Nhật mà giao thông công cộng phát triển ý, nó không có tắc đường như Việt Nam đâu. Không có tắc đường như Việt Nam. Nhưng ở Việt Nam chúng ta không có giao thông công cộng nên là tắc đường quá nhiều luôn. Đấy, đấy là anh chị thấy ạ. Chúng ta phải đi đúng cái xu hướng. Và chúng ta hãy tìm ra cái tốt nhất cho cái tốt nhất. Cái tốt nhất cho cái tốt. Bởi vì bây giờ có rất nhiều cái tốt và rất nhiều cái không tốt. Nhưng chúng ta làm thế nào đủ tinh tế để chúng ta tìm ra cái tốt nhất trong cái tốt rồi. Bây giờ anh chị thử tưởng tượng cho thì Facebook nó chỉ là cái mạng xã hội thôi nhé. Mạng xã hội đi đầu mà chị thấy không, bây giờ 1 triệu cổ phiếu mà bây giờ anh chị có 500 triệu đô la, hàng trăm ngàn tỷ, anh chị thấy không ạ? Đấy, nó là một cái xu hướng đi đầu về mạng xã hội, nó cực kỳ thành công luôn. Và UAT chính chủ tịch cũng đã nói là chúng tôi đang tạo ra một cái ngành giao thông, ngành kinh doanh lớn nhất toàn cầu bằng cả Ford, Boeing và Apple cộng lại. Và anh chị tưởng tượng như ngày hôm nay anh chị đang mua với giá rất là rẻ. Anh chị đang mua với giá rất là rẻ. Thì sau này khi mà chúng ta thành công độ một vài năm nữa, chục năm nữa mà nó cũng thể lớn mạnh như là Facebook bây giờ, thì theo anh chị là chúng ta có đại giàu hay cực giàu ạ? Hay là chúng ta có thể là tự do tài chính, chúng ta làm bất cứ thứ gì chúng ta muốn. Nhưng mà nếu muốn xây điều đó thì chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Chúng ta đang nắm bắt một xu hướng về giao thông cấp 2. Bây giờ chị nhìn em ạ, giao thông cấp 2 hiện nay có chưa? Nó có, chị nhìn thấy ở bên Đức đúng không ạ? Cái tàu CM của Đức nó treo ở trên bê tông ấy. Nhưng mà nó nhìn, nếu mà nhìn ra chị thấy cái chi phí của nó quá đắt. Và nó nhìn nó không phải là cái công nghệ thông minh đột phá. Nó vẫn là cái công nghệ từ trước, từ xưa rồi. Nhưng chúng ta hiện nay là công nghệ mới. Chủ tịch cũng đã đi trước đối thủ hàng vài chục năm. Toàn bộ nó không có con người. Và nó rất là thanh mảnh gọn nhẹ. Và đặc biệt là anh chị ạ, nó trả lại, nó là một cái công nghệ xanh thì nó lại trả lại cái bề mặt đất cho nông nghiệp. Nó giảm thiểu cái tình trạng nó bê tông hóa và sa mạc hóa. Nó có thể trả lại những cái vùng đất chết mà đất nông nghiệp đã bị chiếm dụng nhờ làm đường. Nhưng bây giờ anh chị thấy kể cả những cái khu phố mới, những cái khu phố mà hiện nay mà tắc ý, thì chúng ta cũng không phải đào đường, chúng ta phải đào bới xới đất gì cả. Mà chúng ta có thể lắp thêm ở đây là chúng ta có thể lắp những cái tuyến đường đó, chúng ta hoàn toàn chúng ta có chạy được. Đấy, nhiều người nói là thôi thì để bao giờ về Việt Nam thì tôi mới làm. Đấy, thì nếu như mà lấy anh chị là góc độ của người tiêu dùng thì về Việt Nam anh chị mua thì anh chị dùng cũng được, anh chị làm cũng được. Đấy, nhưng đó anh chị chỉ là người tiêu dùng, anh chị chỉ là người đi tàu thôi. Còn nếu như mà bây giờ anh chị có tầm nhìn, anh chị là góc độ của nhà đầu tư thì anh chị đầu tư ở nước ngoài chẳng cả sao cả. Đầu tư nước ngoài thì anh chị thấy rằng chúng ta xây dựng ở đâu thì chúng ta đều có tiền. À, anh có nói là UAT nhiễm vào máu rồi em ạ, à, trong giấc ngủ cũng thấy ha ha ha. Đó, đấy anh chị thấy không ạ? Đấy là những người yêu đấy ạ, à, những người yêu công nghệ đấy. Chứ không như là anh Hưng Trần vừa rồi vào đúng không ạ? Chẳng biết là anh hiểu UAT đến đâu. Mà anh vào biết là bao nhiêu cộng đồng đang xem live là những người yêu UAT, anh không bị chửi là khá rồi đấy. May mà mọi người vẫn còn hiền. Đấy, như phải anh Bùi Hiếm là anh đã cho là bắt đầu anh cũng nó ra ngô ra khoai ấy. Nhưng mà Thủy Nguyễn thì cũng biết là các anh chưa hiểu, và các anh cũng có thể các anh rất là giàu rồi. Và Thủy Nguyễn thì cũng là người mà cũng đang trong quá trình thay đổi để trở nên giàu có, thì mình cũng muốn là mình muốn có được cái mình muốn có được sự giàu có thì mình cũng giúp người khác có được cái điều mà họ muốn. Thế khi mà Thủy Nguyễn là người đi trước thì Thủy Nguyễn thấy là nó tốt nó hay thì Thủy Nguyễn chia sẻ thôi. Đấy, nên là mình cảm thấy rằng đây là cái điều mà Thủy Nguyễn thấy rất là tuyệt vời. Đấy, tuyệt vời nên Thủy Nguyễn, anh chị thấy ạ, chưa nào Thủy Nguyễn cũng mai, trừ khi Thủy Nguyễn bận thôi.
Anh Hiệu là một nhà tư rất là lớn ở Lai Châu với cả nhà. Anh là một người có kiến thức rất chuyên sâu. Đấy, rất chuyên sâu anh chị nha. Đấy, chị về hỏi những người mà có kiến thức chuyên sâu ấy, hỏi họ xem nào họ làm họ có sợ hay không, họ có sợ mất tiền hay không, họ có sợ rủi ro hay không. Mà đôi lúc những anh chị đầu tư có 250 đô thôi nhưng mà rất là sợ ấy ạ. Ngày nào cũng sợ mất tiền mà, sợ đến nỗi mất ăn mất ngủ luôn. Đấy, nhưng mà đây anh chị thấy rằng là những người đầu tư lớn thì họ càng không sợ. Những người họ đầu tư ít thì họ mới sợ. Họ chẳng tìm hiểu thông tin và họ cũng chẳng tìm hiểu nhiều. Nên là nghe người lọ người kia và đến nỗi mà có nghe thông minh tiêu cực là bắt đầu họ theo theo họ luôn. Bởi vì chúng ta có rất nhiều các thứ ngoài kia để chúng ta bị nghe theo. Nghe theo lời khuyên của người khác, nghe theo những quyết định của người khác mà lại không có chính kiến của mình, nó rất nguy hiểm. Đấy. Cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Em chào chị Như Phúc. Nếu như mai chị nào chúng ta mà đã có cổ phần rồi thì anh chị chúng ta hãy sở hữu thêm cho mình. Đấy, thêm cho mình ở giai đoạn này, bởi vì giai đoạn này thì mọi thứ nó đã rõ hơn rất nhiều rồi. Đấy, những nhà đầu tư lớn hiện nay thì họ đang nắm giữ rất nhiều cổ phần. Nếu như chúng ta mà mong muốn đạt mục tiêu nhiều triệu cổ phần thì chúng ta hãy xây dựng sự, chúng ta hãy góp vốn tài trợ ở giai đoạn này là giai đoạn đẹp nhất đấy chị ạ. Đấy, giai đoạn đẹp nhất. Và chúng ta nếu như ai đó mà chúng ta chưa có cổ phần đấy thì chúng ta có thể liên hệ lại với những người bảo trợ, những người đã chia sẻ cơ hội cho mình để chúng ta có thể nắm giữ được cái cổ phần của doanh nghiệp này. Nếu như anh chị chưa có ai thì anh chị mà xem được buổi live của Thủy Nguyễn thì anh chị cứ kết nối với Thủy Nguyễn. Đấy, Thủy Nguyễn sẽ sẵn sàng hỗ trợ anh chị tất cả mọi thứ. Đó, anh chị nhá. Thì bây giờ Thủy Nguyễn cũng xin kết thúc buổi live trưa ngày hôm nay ở đây. Cũng xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã dành thời gian đến cuối buổi live của Thủy Nguyễn. Hiện tại còn rất là đông. Đấy, cảm ơn anh chị đã vớt những chút thời gian rất là quý giá của mình vào tương tác live cùng với Thủy Nguyễn. Thủy Nguyễn cứ xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào buổi live tiếp theo của Thủy Nguyễn nhé. Cả nhà hãy theo dõi hành trình Phan Thiết của Thủy Nguyễn trong chuyến cùng với đoàn team chiến lược nhé. Đó, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye cả nhà. The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide string transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost, stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.